Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thức yếu tin Đồng Nai với các thông tin chính. Điện Kremlin cảnh báo đáp trả nếu Ukraine sử dụng ATACMS của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga. Thủ tướng Pháp Michel Barnier tuyên bố sẽ thành lập chính phủ mới vào tuần tới. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm qua cho biết Nga sẽ triển khai điều mà giới chức Moscow gọi là phản ứng thích hợp nếu Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc giục phương Tây cho phép lực lượng của ông sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng tên lửa như AT ACM hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng chính quyền của ông đang giải quyết vấn đề đó. Phản ứng trước phát biểu của ông Biden, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng có vẻ như Washington đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng AT ACM để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông cho biết Moscow sẽ có phản ứng thích hợp nếu điều đó xảy ra, nhưng nói thêm hoạt động đáp trả không diễn ra rộng khắp mà nằm trong hoạt động quân sự đặc biệt. Trước đây, Mỹ đã miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga vì lo ngại động thái như vậy có thể làm leo thang cuộc xung đột. Nhưng tuần trước, hãng tin Reuters đưa tin Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araki hôm qua cho biết, Iran không chuyển giao bất kỳ tên lửa đạn đạo nào cho Nga và các lệnh trừng phạt mà Mỹ và ba cường quốc châu Âu áp đặt đối với Iran sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Ardakchi cho biết: Một lần nữa, Mỹ và nhóm E3 hành động dựa trên thông tin tình báo sai lệch và logic sai lầm. Iran không chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Các lệnh trừng phạt không phải là giải pháp mà là một phần của vấn đề. Nhóm E3 mà Bộ trưởng Adachi nói đến bao gồm Anh, Đức và Pháp. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10 tháng 9 nói rằng Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran và có khả năng sẽ sử dụng chúng ở Ukraine trong vòng vài tuần. Ông Blinken cho rằng sự hợp tác giữa Moscow và Tehran đã dọa đến an ninh rộng lớn hơn của châu Âu. Mỹ, Đức, Anh và Pháp ngày 10 tháng 9 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, bao gồm các biện pháp chống lại hãng hàng không quốc gia Iran Air -E của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun hôm qua chủ trì đối thoại Quốc phòng Seoul 2024. Đối thoại có sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 7 nước đối tác, gồm Cameroon, Canada, Phần Lan, Malaysia, Mông Cổ, Nhật Bản và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cùng với chức nhiều nước khác. Phát biểu tại cuộc đối thoại, ông Kim đã lên án chương trình hạt nhân của Triều Tiên và khẳng định Hàn Quốc sẽ cân nhắc tất cả các giải pháp để bảo vệ đất nước. Ông nhấn mạnh sẽ tham vấn chặt chẽ với Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, Đối thoại quốc phòng Seoul được tổ chức lần đầu vào năm 2012 để thảo luận về các vấn đề an ninh liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Diễn đàn năm nay thu hút quan chức tới từ 64 quốc gia trên thế giới. Bên lề cuộc đối thoại năm nay, ông Kim đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng các nước tới tham dự đối thoại. Trong đó, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Makoto Oniki, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác an ninh song phương cũng như hợp tác an ninh ba bên có sự tham gia của Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết Israel phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng các sự cố như vụ nổ súng khiến một người Mỹ thiệt mạng khi người này tham gia cuộc biểu tình phản đối việc mở rộng khu định cư ở bờ Tây sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trong một tuyên bố, ông Biden cho biết, mặc dù Israel đã nhận trách nhiệm về cái chết của Azenu Egi Egi, nhưng chính phủ Mỹ mong đợi được tiếp cận liên tục khi cuộc điều tra về các tình tiết của vụ nổ súng, ông nói phải có trách nhiệm giải trình đầy đủ và Israel phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng các sự cố như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Aigi, 26 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị bắn chết vào thứ Sáu tuần trước tại một cuộc tuần hành phản đối ở Beta, một ngôi làng gần Nablus, nơi người Palestine liên tục bị những người định cư do Thái cực hữu tấn công. Trong tuyên bố hôm qua, ông Biden cũng lên án tình trạng bạo lực ở bờ Tây do những người định cư cực đoan Israel gây ra. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu xem xét lại hành vi quân sự của Israel ở bờ Tây. Thưa quý vị, mặc dù Israel không ngừng tấn công giải Gaza, Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bại liệt cho trẻ em nơi đây. Sau những thành công ở miền Trung và miền Nam Gaza, chiến dịch đang được đẩy về miền Bắc. Nhưng tại đây hoạt động của các nhân viên y tế diễn ra khó khăn hơn rất nhiều. Theo Liên Hợp Quốc, bại liệt do chủng virus bại liệt hoang dã tiếp 2 đã được xóa sổ khỏi thế giới vào năm 1999 và tiếp 3 vào năm 2020. Tuy nhiên, ngày nay, căn bệnh này đang lây lan ở Gaza khi cuộc chiến của Israel vẫn tiếp diễn. Và cùng với ngành y tế địa phương, các nhân viên của Liên Hợp Quốc đang phải vật lộn để tiêm vaccine cho trẻ em để phòng ngừa căn bệnh này. Y tá Mariam al cho biết, Hôm nay chúng tôi đã tiếp nhận hơn 300 trẻ em tới tiêm vaccine phòng ngừa bại liệt giữa khu vực đang bị bao vây và có chiến sự. Theo y tá Mariam, lẽ ra các bên trong cuộc chiến phải tạm ngừng nổ súng, cho dù chỉ vì tinh thần nhân đạo. Lẽ ra phải có lệnh ngừng bắn trong thời gian tiêm chủng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Người dân ở đây vốn đã phải nhiều lần di dời và giờ thì rất sợ hãi. Tuy nhiên, y tá Mariam cho biết dù khó khăn thế nào thì lực lượng y tế vẫn sẽ nỗ lực để hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine do Liên Hợp Quốc khởi xướng. Được sự động viên của các nhân viên y tế, các bậc cha mẹ như chị Sana Sofara ở miền Bắc Gaza đã không quản khó khăn đưa con đến tiêm phòng. Chị là một trong số khoảng 500.000 cha mẹ đưa con tới tiêm kể từ khi chiến dịch của Liên Hợp Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Chị Sana cho biết, "Đã gần một năm trôi qua và chúng tôi lo lắng cho con em mình, có rất nhiều căn bệnh và chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng được an toàn và được bảo vệ. Sau thành công của chiến dịch tiêm vaccine bài liệt quy mô lớn ở miền Trung và miền Nam Gaza, Liên Hợp Quốc hiện đang đẩy mạnh chiến dịch ở miền Bắc. Phần lớn khu vực này đã bị phá hủy trong những tháng đầu của cuộc giao tranh và giờ bị chia cắt khỏi Nam Gaza bởi một giải đất do quân đội Israel mở ra, gọi là hành lang Nezarim. 200.000 trẻ em ở Bắc Gaza cần được tiêm vaccine, nhưng các nhân viên y tế cho biết hoạt động của họ đang trở nên phức tạp do chính quyền Israel hạn chế quyền di chuyển của nhân viên y tế, và hành lệnh sơ tán người dân và tình trạng thiếu nhiên liệu. Nhiều người cho rằng với việc tiếp tục các hạn chế của mình quân đội Israel, dường như không muốn làm cho công việc của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng hơn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm qua hồi thúc Bắc Kinh vào Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, bao gồm Ả Trập Xê Út và các tiểu phương quốc Ả Trập Thống Nhất, đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại tự do. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, phát biểu của ông Lý Cường được đưa ra khi ông có cuộc gặp tại Riyadh với Tổng thư ký GCC Al-Mudawi, các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Trung Quốc và các nước vùng Vịnh đã bị đình trệ do Ả Rập Xê Út lo ngại về hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc sẽ gây tổn hại đến chương trình nghị sự công nghiệp của mình. Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, bao gồm cả Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain, đã bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tự do cách đây gần 20 năm, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào. Thủ tướng Pháp Michel Barnier hôm qua tuyên bố ông sẽ thành lập chính phủ mới vào tuần tới, nhiều khả năng khép lại giai đoạn bất ổn chính trị trước thềm cuộc tranh cãi tiềm tàng về ngân sách năm 2025. Tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Barnier, nhân vật 73 tuổi theo đường lối bảo thủ và từng là nhà đàm phán về Brexit, làm lãnh đạo chính phủ Pháp 2 tháng sau khi liên minh cánh tả giành được nhiều phiếu bầu nhất nhưng không chiếm được ưu thế đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử sớm. Thủ tướng Barnier cam kết sẽ bảo vệ một số chính sách quan trọng của Tổng thống Macron, thúc đẩy lập trường cứng rắn trong vấn đề nhập cư của chính phủ Pháp. Chính phủ Ethiopia đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tăng cường sử dụng xe điện như một phần trong cam kết giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Để có thể hoàn thành mục tiêu, chính phủ nước này đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong những năm gần đây, Ethiopia đã có bước tiến ấn tượng trong việc thúc đẩy các hoạt động bền vững và giảm phát thải carbon. Đi đầu trong phong trào này là thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng, một lĩnh vực hứa hẹn to lớn trong việc định hình tương lai của phương tiện di chuyển tại Ethiopia. Chị Meseret Gima, người kinh doanh xe điện cho biết, xe điện bắt đầu chiếm lĩnh đường phố Addis Ababa từ 3 năm nay, hiện nay có một số thương hiệu và loại xe có giá cả hợp lý, thu hút nhiều người quan tâm hơn. Ethiopia đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để phát triển thị trường xe điện. Những nỗ lực của chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu này có sự kết hợp giữa các chính sách có tư duy tiến bộ, lập kế hoạch chiến lược và nhấn mạnh vào tính bền vững. Ông Ali Musim, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Hậu cần Ethiopia, cho biết Chúng ta cần những chiếc xe di chuyển trên đường phố và lối sống hiện đại của Ethiopia. Chúng ta phải sẵn sàng cho những điều không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể tiếp tục sử dụng những chiếc xe tiêu thụ nhiên liệu truyền thống nữa chúng ta phải tăng số lượng xe điện, chúng ta phải có những chiếc xe điện tiên tiến về mặt công nghệ. Để hỗ trợ tầm nhìn này, chính phủ đã triển khai một loạt các chính sách và quy định nhằm khuyến khích việc sử dụng xe điện, bao gồm miễn thuế nhập khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng. Các nỗ lực này được người dân đồng tình hưởng ứng. Những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện rất tuyệt. Tôi sẽ không phải xếp hàng mua nhiên liệu nữa, tôi sạc pin cho xe tại nhà. Ví dụ, chiếc xe này có thể chạy tới 600 km chỉ với một lần sạc đầy, vì vậy xét về mặt kinh tế và sự thoải mái xe điện là tốt nhất những chiếc xe điện này tốt cho ethiopia và môi trường chúng không phát thải mọi người từ mọi tầng lớp đều chấp nhận những chiếc xe này chúng tôi đang bỏ lại mọi định kiến về xe điện cơ sở hạ tầng sạc rất quan trọng đối với sự thành công của ngành xe điện và ethiopia đang đầu tư đáng kể vào việc mở rộng mạng lưới trạm sạc của mình không chỉ có ở các trung tâm đô thị mà còn dọc theo các xa lộ lớn biến việc di chuyển bằng xe điện đường dài thành hiện thực